Chào tất cả các em. Các em đã biết rằng một công cụ rất hữu ích trong việc tổng kết lại kiến thức của một chương hay là một vài chương hay một số của một chủ đề. Đó là sơ đồ tư duy. Thế hôm nay thầy sẽ cùng với các em hệ thống lại một số cái kiến thức thông qua các chủ đề để chúng ta tổng kết, chúng ta khái quát cái kiến thức vật lý lớp 12 một cách dễ dàng nhất. Và thầy đã chia cả kiến thức của 12 thành các chủ đề nhỏ. Và hôm nay thầy cùng các em đi hình thành, đi tổng kết, đi vẽ một cái bức tranh tổng thể liên quan đến một cái phần, một chủ đề cực kỳ quan trọng bắt đầu chương trình của lớp 12. Đó là đại cương về dao động điều hòa. Nó tựa như là cái trái tim, như là một cái công cụ quan trọng nhất, một cái kiến thức nổi bật nhất để chúng ta học tất cả các phần liên quan đến vật lý lớp 12. Thế thì hôm nay chúng ta tổng kết, chúng ta khái quát hóa, chúng ta vẽ thành một bức tranh xem dao động điều hòa, cái phần đại cương có những cái vấn đề về kiến thức như thế nào. Thì thầy cứ tưởng tượng rằng cái phần về đại cương dao động điều hòa là một phần quan trọng nhất. Đại cương dao động điều hòa. Đại cương về dao động điều hòa. Rồi, đại cương về dao động điều hòa thì kiến thức cơ bản, cái phần chúng ta cần phải nhớ ngay đó là phương trình dao động. Phương trình dao động có dạng x bằng a cos omega t cộng với phi. Chắc bây giờ thầy không phải nhắc các đại lượng có trong công thức này nữa, chúng ta đều hình dung x là gì, a là gì, omega là gì và phi là gì. Rồi, thế thì với cái kiến thức là cơ bản về dao động điều hòa như thế này thì công cụ toán học sử dụng chính, công cụ kể cả về mặt vật lý chúng ta sử dụng chính để giải các bài toán liên quan đến đại cương dao động điều hòa, đó chính là vòng tròn lượng giác. Và thầy cứ coi cái vòng tròn lượng giác này là một phần điều khiển toàn bộ việc giải, như là bộ não của chúng ta, đó là vòng tròn lượng giác để giải, như một cái đầu để điều khiển tất cả các phần liên quan đến nó. Rất quan trọng, cái phần này rất quan trọng. Nếu dao động điều hòa là một vật hay là một chất điểm nó qua lại hai vị trí rất đặc biệt, người ta gọi là vị trí biên, thì chúng ta thấy rằng ở biên dương của trục OX thì thầy ký hiệu là A, biên âm là trừ A. Thì thầy hoàn toàn có thể biểu diễn cái dao động điều hòa đấy bằng một chuyển động tròn đều với một tốc độ góc omega nào đó trên mặt phẳng quỹ đạo, đúng không? Thì đấy là trục nằm ngang, trục vuông góc với trục OX. Chúng ta ký hiệu là gì cũng được, như toán học hay ký hiệu là trục OY. Thì tất cả những vấn đề xét về dao động điều hòa trên cái trục OX này thì tôi chuyển thành chuyển động tròn. Thế thì chiều quay của chuyển động tròn là chiều nào? Người ta hay lấy chiều quay là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Dao động điều hòa với tần số góc, tần số góc là omega, thì tương ứng với chuyển động tròn đều với tốc độ góc là omega. Thế thì vị trí ban đầu, tức là vị trí ban đầu của dao động điều hòa thì biểu diễn bằng cái vị trí ban đầu trên vòng tròn lượng giác là điểm m0 nào đó. Nó ở vị trí mà om0 hợp với trục ox một góc là phi. Biểu diễn phi như thế nào? Nếu mà phi dương thì chúng ta biểu diễn nó nằm ở phía bên trên cái trục OX. Phi của chúng ta chạy từ trừ pi đến pi. Nếu mà dương thì ở phía trên.
Nếu mà âm thì phi, phi mà âm thì chúng ta biểu diễn bằng những điểm ở bên dưới. Những điểm ở bên dưới, đây là công cụ rất hữu ích giúp chúng ta có thể xử lý các bài toán liên quan đến dao động điều hòa một cách dễ dàng nhất. Rồi, thế thì nếu đây là đầu não của chúng ta thì có những loại kiến thức nào chúng ta sẽ biết được? Kiến thức đầu tiên cơ bản nhất như một cái cánh tay. Cứ một cánh tay. Đó là gì? Đó là gì? Đó là các vấn đề liên quan đến các đại lượng. Các đại lượng cơ bản. Các đại lượng cơ bản. Đại lượng thứ nhất khai thác từ phương trình. Đó là gì? Đó là vận tốc. Vận tốc, thầy ký hiệu là V. Là vận tốc. Thế thì V sẽ bằng x phẩy. Tức đạo hàm bậc nhất của vận tốc của ly độ theo thời gian, nó sẽ bằng trừ a omega sin omega t cộng với phi. Nếu thầy chuyển thành hàm cos thì nó sẽ bằng a omega cos omega t cộng phi cộng pi trên 2. Dựa vào đây chúng ta có thể kết luận được là vận tốc nhanh pha hơn ly độ một góc là pi trên 2. Và cũng từ đây chúng ta sẽ biết được là tốc độ cực đại, đúng không? Tốc độ cực tiểu hay là vận tốc cực đại, vận tốc cực tiểu dựa vào cái phương trình này. Đấy là đại lượng thứ nhất là vận tốc. Vận tốc về. Đại lượng thứ hai đó là gia tốc. Gia tốc A. Gia tốc A thì bằng V phẩy, tức là bằng x2 phẩy. Chúng ta dễ dàng đào hàm sẽ bằng trừ A omega bình phương cos omega t cộng phi. Trước khi nói tiếp tục về gia tốc thì có bạn bảo thầy, tại sao lại vận tốc là đạo hàm của ly độ theo thời gian mà người ta lại bảo là nhanh pha hơn ly độ? Tại sao lại nhanh pha hơn? Chúng ta tưởng tượng như này. Thầy đang đứng ở một vị trí, thầy muốn thay đổi vị trí này, tức là x thay đổi, tức là thầy sang một vị trí nào đó. Thế trước khi để thầy sang vị trí, thay đổi được vị trí thì thầy phải có một vận tốc nào đó để thay đổi. Cho nên vận tốc phải là cái có trước, còn ly độ thay đổi là cái có sau. Đó chính là ý nghĩa vật lý của việc vận tốc nhanh pha hơn ly độ, tức là nó xuất hiện trước, anh kia xuất hiện sau, tức là nhanh chậm pha hơn, đúng không? Quay trở lại vấn đề gia tốc thì nhìn vào biểu thức là trừ a omega bình cos omega t cộng phi thì chúng ta dễ dàng thấy được là gia tốc sẽ bằng trừ omega bình nhân ly độ. Có thể gọi là ngược pha với gì? Ngược pha với gì? Ngược pha với ly độ. Gia tốc ngược pha với ly độ. Tức là ở phía bên dương thì gia tốc âm, mà ở phía bên âm thì gia tốc dương. Hay nói cách khác, gia tốc có hướng có hướng là hướng về vị trí cân bằng, đúng không? Thế thì bây giờ lại có cái nhận xét về gia tốc và vận tốc, anh nào nhanh pha hơn anh nào, thì chúng ta có thể biểu diễn cái này bằng gì? A omega bình cos omega t cộng phi cộng với cộng pi. Thế thì anh này nhanh pha hơn anh này một góc pi trên 2. Đúng như nhỉ? Được chưa? Sau hai anh này nhanh pha hơn anh này thì kết hợp hai cái yếu tố này thì hoặc là yếu tố V và yếu tố X thì chúng ta sẽ có cái công thức độc lập thời gian. Công thức độc lập thời gian là công thức có thể suy ra ở chỗ này. Là công thức này hay dùng hơn, đó là X bình cộng V bình trên omega bình bằng A bình. Hoàn toàn có thể có công thức độc lập thời gian của V và A. Đó là V bình trên omega bình cộng A bình trên omega mũ 4 thì bằng A bình. Nhưng công thức đấy ít dùng hơn, thầy đưa ra công thức này. Quay trở lại, chúng ta ngoài hai cái đại lượng là tốc độ, vận tốc và gia tốc, còn hai cái khái niệm mới, đó là chu kỳ và tần số. Thế chu kỳ là cái gì? Chu kỳ nó là cái gì? Và tần số nó là cái gì? Đấy, chu kỳ.
Tần số. Đấy. Chu kỳ là cái gì? Trước tiên, chu kỳ có ký hiệu là T. Chu kỳ là thời gian ngắn nhất để vật thực hiện được một dao động toàn phần. À, cái công thức gốc đó là 2pi trên omega và đơn vị của nó là giây. Nhưng nếu bây giờ thầy cho một khoảng thời gian delta t nào đó nó thực hiện được n dao động toàn phần thì chu kỳ được tính bằng delta t chia cho n. Và nhớ delta t phải đổi ra là giây, đơn vị chuẩn là giây. Tiếp tục tần số. Tần số được định nghĩa là số dao động thực hiện được trong một giây. À, so với cái khái niệm của tần số với chu kỳ, chúng ta sẽ biết là F sẽ bằng 1/1/T. À, và đơn vị của nó theo đơn hệ đo lường quốc tế nó là hertz. Cũng đôi khi người ta lấy đơn vị là giây mũ trừ 1 bởi vì T có đơn vị là giây và F bằng 1/T. Cho nên nó sẽ có đơn vị là 1/giây hoặc là giây mũ trừ 1. Còn thầy lại tiếp tục biểu diễn theo số dao động trong một đơn vị thời gian mà thầy cho trong delta t, delta t giây nó thực hiện được n dao động thì tần số sẽ bằng n chia cho delta t. Được chưa? À, như thế là các đại lượng chúng ta đã hoàn thành rồi. Nó như một cánh tay chúng ta hay dùng rất là nhiều. Cánh tay này được dùng rất là nhiều. Tiếp tục, một cái cánh tay tiếp theo chúng ta cần quan tâm đó là nói đến quãng đường. À, cánh tay tiếp theo là nói đến quãng đường. Thì quãng đường thì trong một chu kỳ là cái bài toán chúng ta dùng nhiều nhất trong một chu kỳ. Trong một chu kỳ thì quãng đường được tính theo công thức là S bằng 4A. À, trong một chu kỳ nó đi được quãng đường là 4A. Rồi. Thế từ bài toán là quãng đường đi được trong một chu kỳ là 4A thì chúng ta sẽ suy ra được cái bài toán là nó đi được trong N chu kỳ thì nó đi được quãng đường là S sẽ bằng gì nhỉ? N nhân với 4A. Rất đơn giản đúng không? N chu kỳ. Rồi, đấy là gì nhỉ? Đấy là cá biệt. Còn trường hợp tổng quát thì người ta tính cái quãng đường như thế nào? Về mặt tổng quát, về mặt tổng quát thì thầy phải sử dụng vòng tròn lượng giác. À, anh chủ lực của thầy là vòng tròn lượng giác. Đấy. Lượng giác. Đây, chúng ta quay về vòng tròn lượng giác. Đây. Vòng tròn lượng giác, nếu xét quãng đường đi được thì chúng ta sẽ xét cái hình chiếu của cung tròn nó quét được trong quá trình chuyển động tròn đều thì chúng ta chiếu xuống trục cos sẽ làm được. Sử dụng vòng tròn lượng giác là thế. Thế thì sử dụng vòng tròn lượng giác xong rồi thì chúng ta có những bài toán đặc biệt nào? Bài toán đặc biệt nào? Đó là bài toán quãng đường đi được lớn nhất, bài toán quãng đường đi được nhỏ nhất. À, thầy gọi là bài toán Smax Smin. Smax Smin. Và bài toán Smax Smin thì xảy ra hai tình huống, hai trường hợp, hai khía cạnh khác nhau. Đó là gì? À, đó là bài toán khi thời gian lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1/2 chu kỳ. À, và bài toán thứ hai với thời gian lớn hơn nửa chu kỳ và nhỏ hơn 1 chu kỳ. À, trường hợp thứ nhất. Và để làm được bài toán này thì chúng ta đều phải tính được cái góc quét. Góc quét thầy gọi là góc alpha, được tính bằng tần số góc hay là tốc độ góc nhân với khoảng thời gian delta t chúng ta xét. Đây.
Sau khi biết được góc quét thì chúng ta chỉ việc chiếu nó xuống từng trục. Nhưng mà muốn chiếu nó từng trục thì chúng ta có cái nhận xét đặc biệt gì ở trường hợp ở delta t? Delta t lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng t trên 2. Và trường hợp delta t lớn hơn t trên 2 và nhỏ hơn t. Rồi, trường hợp thứ nhất thì chúng ta sẽ có cái yếu tố đó là gì? À, ý thứ nhất chúng ta cần quan tâm đó là nếu mà thời gian lớn hơn 0, nhỏ hơn t trên 2, tức là góc quét của nó nhỏ hơn 180 độ hay là nhỏ hơn một góc pi. Đúng không? Thế thì để S max thì cái góc quét alpha này thì alpha, S max thì alpha đối xứng thông qua trục, đối xứng thông qua trục OI thì S max. Còn trường hợp thứ hai là S min thì nó sẽ đối xứng cái góc alpha ấy, góc alpha này là sẽ đối xứng thông qua trục OX. Tức là tôi phải vẽ được góc alpha ra và đối xứng thông qua trục OI thì là để tính S max. Chúng ta chiếu hạ đường vuông góc xuống. Anh này cũng thế. À, thế thì trường hợp thứ hai là trường hợp thời gian như thế này. Thì sao? Thì nó là ngược lại. S max trong trường hợp S max này thì ứng với trường hợp đối xứng thông qua, à xin lỗi là S max thì bây giờ nó không đối xứng thông qua trục OI nữa mà lúc này nó sẽ đối xứng thông qua trục OX. Tức là lúc này góc quét của thầy là một góc lớn hơn pi và nhỏ hơn 2pi. Đó. Thế thì để hình chiếu của nó dài nhất thì nó phải đối xứng thông qua trục OX. Còn S min hình chiếu của nó phải nhỏ nhất khi nó đối xứng thông qua trục OI. Trục OI đối xứng thông qua trục OI, tức là điều kiện này nó sẽ là ngược nhau. Điều kiện này sẽ là ngược nhau. Đấy là cái điểm chúng ta cần lưu ý. Từ đó chúng ta sẽ ra một loạt bài toán. Ví dụ như bài toán quãng đường đi lực lớn nhất, quãng đường đi lực nhỏ nhất trong từng trường hợp. À, và khi có quãng đường rồi và có thời gian rồi thì bây giờ thầy tính đến cái gì? Có quãng đường, có thời gian thì có một khía cạnh giúp chúng ta bước đi nhanh chóng, đó là những cái bài toán liên quan đến tốc độ. Thì bài toán tốc độ thì có những dạng nào? Tốc độ như cái chân chúng ta đi, à về nói về tốc độ, à tốc độ một cách tổng quát thì dễ rồi đúng không? Tốc độ một cách tổng quát thì chúng ta sẽ có là V sẽ bằng S chia cho T. Tốc độ một cách tổng quát là S chia cho T, tức là lấy tổng quãng đường đi được chia cho tổng thời gian đi hết quãng đường đó, đúng không nhỉ? Thế thì ở đây thầy sẽ có cái bài toán liên quan đến tốc độ trong một chu kỳ. À, bài toán tốc độ đi được, à tốc độ trung bình trong một chu kỳ. À, tốc độ trung bình trong một chu kỳ thì thầy sẽ có V trung bình sẽ bằng tốc độ đi được trong một chu kỳ, quãng đường đi được là 4A và thời gian là t giây. Cho nên tốc độ đi được trong một chu kỳ là 4A trên t. Và khi biểu diễn theo cách khác thì có thể biểu diễn bằng 2V max trên pi. Khi thầy thay gì nhỉ? Thay t bằng 2pi trên omega. Và A omega chính là V max. À rồi, thế thì sau khi có cái bài toán liên quan đến tốc độ trung bình trong một chu kỳ, và đây cũng là công thức tính tốc độ trung bình trong N chu kỳ cũng vẫn công thức đó, được chưa? Thế thì bây giờ thầy có cái bài toán nữa, đó là bài toán tốc độ cực đại, tốc độ cực tiểu. Thế thì tốc độ cực đại, tốc độ cực tiểu là trường hợp cụ thể hơn. Về max thì thầy chỉ việc lấy S max chia cho t, đó chia cho t. Còn cái này là V min thì sẽ bằng S min chia cho t. Thế thì V max V min làm như nào?
À, Smart Admin tính như nào? Smart Admin tính là bài toán về quãng đường, đúng không nhỉ? Ba phần rất quan trọng, hai tay một chân rồi, con người nó phải cân đối, nó phải thêm một chân nữa. Chân nữa là cái gì? Chân nữa đó là năng lượng. Thế năng lượng chúng ta cần phải nhớ những cái gì? Phải nhớ những cái gì về năng lượng? Nhớ là năng lượng tổng quát nhé. À, năng lượng. Thế thì năng lượng tổng quát của chúng ta gồm có những anh, đó là động năng. Động năng công thức là VKD bằng 1 phần 2 MV bình. Thế thì động năng luôn luôn là một số lớn bằng 0. Động năng là một số lớn bằng 0, đúng không? Đơn vị động năng là joule. Người ta còn có thể thấy được là gì nhỉ? Đây là công thức tổng quát cho mọi trường hợp khi nói đến động năng. Nhớ nhá. Thế thì anh thứ hai nói đến cái vị trí làm cho nó có khả năng sinh công, người ta gọi là thế năng. À, và công thức tính thế năng của một dao động điều hòa chung chung, chứ không phải là con lắc lò xo, không phải con lắc đơn, đó là VKT bằng 1 phần 2 M omega bình X bình. X bình. Thế năng 1 phần 2 M omega bình X bình. À, thế thì từ động năng và thế năng này thì thầy dễ dàng suy ra cái cơ năng. Cái cơ năng. Cơ năng. Cơ năng thì bằng tổng động năng cộng thế năng, và nó là một số không đổi. Bằng tổng động năng, cơ năng bằng tổng động năng cộng thế năng. Thế thì khi thế năng cực tiểu thì động năng cực đại, khi thế năng cực đại thì động năng cực tiểu. Cho nên cơ năng còn có thể viết bằng động năng cực đại bằng thế năng cực đại, và bằng 1 phần 2 M omega bình A bình. Đấy là cơ năng. Rồi, sau khi có cơ năng rồi thì chúng ta có một cái vấn đề, đó là suy nhanh từ cái mối liên hệ giữa động năng và thế năng để suy ra ly độ. Sau khi biết ly độ rồi thì trở về bài toán liên quan đến vòng tròn lượng giác, chúng ta sẽ tính được tất cả những yếu tố vận tốc, quãng đường, rồi là thời gian, đúng không? Liên hệ, cái gọi là liên hệ. À, khi có liên hệ thì thầy sẽ có là nếu động năng bằng N lần thế năng thì có thể suy ra tương đương là ly độ, độ lớn của ly độ sẽ bằng A chia cho căn bậc 2 của N cộng 1. Đây, công thức này cũng hay dùng đấy. Đây là công thức suy nhanh. À, như thế chúng ta đã có một cái bức tranh tổng thể về đại cương dao động điều hòa. Chúng ta có thể ngắm lại cái bức tranh này. Thầy nói lại, cái đầu não đó là cái gì? Đầu não đó là vòng tròn lượng giác, đúng không? Cái trái tim của nó, tức là nó giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến vật lý, ví dụ như sóng cơ học, ví dụ như là dòng điện xoay chiều, nó đều liên quan đến cái đại cương về dao động điều hòa. Cho nên đây là một trái tim. Từ đó chúng ta có các cánh tay và những cái vị trí chân rết để có thể làm được các bài toán. Thứ nhất là của dao động cơ, sau là những cái bài toán tương tự của các chương sau, đúng không? Và nếu mà nắm chắc được cái điều này, chúng ta cũng giải được tương đối nhiều bài tập liên quan đến chương này, cũng như có kiến thức cho các chương sau. Và hy vọng rằng với cái hình ảnh sơ đồ này, chúng ta sẽ có thể giải quyết bài toán một cách dễ dàng nhất, nhớ kiến thức một cách dễ dàng và sâu sắc nhất. Như thế thì thầy đã cùng các em hệ thống lại cái đại cương, cái chủ đề đại cương về dao động điều hòa bằng sơ đồ Joule. Và chúc các em có thể nhớ được lâu nhất.
áp dụng một cách dễ dàng nhất để làm được các bài toán một cách chính xác nhất.